tối và chiều mai thì nắng lên chói chang và cảm giác nóng nếu như chúng ta ở lâu ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác sẽ phổ biến mức nhiệt từ 32 cho đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, các vùng biển phía Bắc cũng chuyển xấu do có không khí lạnh về. Khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong khi đó, ở phía Nam, quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo ra tới ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa, gió không quá cấp 5, ít mưa, tầm nhìn xa của những khu vực này là trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai, ngày mùng 1 Tết. Kính chúc quý vị và các bạn đón xuân Canh Tí an vui và hạnh phúc. Thông báo về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 2 năm 2020 để phục vụ sản xuất lúa luân canh trên đất tôm lúa khu vực chuyển đổi của huyện Hồng Dân, trà lúa đông xuân dùng ngọt ổn định, cải tạo ao vuông để thả giống dùng chuyển đổi phía bắc quốc lộ 1A và phục vụ cho nuôi trồng thủy sản phía nam quốc lộ 1A. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường trực ban chỉ đạo điều tiết nước tỉnh thông báo lịch vận hành các cống đầu mối trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau: các cống dùng mặn, các cống nhỏ, khúc tréo, sư son và nọc nạn mở ra vào hai chiều; các cống lớn, các cống cây gừa, láng trăm, nhàn dân và cống lầu bằng mở ra vào hai chiều hoặc mở tiêu ra một chiều; cống hộ phòng mở lấy nước mặn vào ngày 29-30 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 5 và 6 tháng 1 âm lịch, các ngày khác đóng hoặc mở tiêu ra một chiều hoặc mở ra vào hai chiều; cống Gia Rai mở lấy nước mặn vào các ngày 31 tháng 1 năm 2019 và 1 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 7 và 8 tháng 1 âm lịch, các ngày khác đóng hoặc mở tiêu ra một chiều hoặc mở ra vào hai chiều. Lưu ý, đóng tất cả các cống hoặc mở tiêu nước ra một chiều, tất cả các cống dọc quốc lộ 1A từ cống Láng Trăm đến cống Gia Rai khi độ mặn tại ngã tư Ninh Quế vượt quá 4/1000. Các cống dùng ngọt, các cống từ cống Láng Tròn đến Đông Đằng Rền, hệ thống cống phân ranh mặn ngọt trên địa bàn các huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Gia Rai đóng lại trữ nước và có chế độ theo dõi và quan trắc thường xuyên, mở tiêu ô nhiễm nếu có, phục vụ sản xuất lúa đông xuân dùng ngọt ổn định, hạn chế mở tiêu ô nhiễm từ dùng ngọt ổn định phía bắc quốc lộ 1A vào những ngày triều cường để phía nam lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Quản lý Khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát tình hình diễn biến nguồn nước mặn ngọt, tham mưu đề xuất ban chỉ đạo điều tiết nước của tỉnh kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống cống phục vụ sản xuất lúa màu và nuôi trồng thủy sản và dân sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh. Bà con nông dân và các chủ phương tiện giao thông đường thủy theo dõi và thực hiện theo thông báo này để chủ động lấy nước mặn ngọt phục vụ sản xuất và giao thông đi lại. Các thành viên trong ban chỉ đạo điều tiết nước tỉnh cần theo dõi chặt chẽ nguồn nước phục vụ sản xuất, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo với thường trực ban để xem xét giải quyết. Thông báo về việc vận hành tạm thời cống Âu Thuyền Ninh Quế đầu tháng 2 năm 2020 để phục vụ sản xuất lúa luân canh trên đất tôm lúa khu vực chuyển đổi phía bắc quốc lộ 1A, trà lúa đông xuân dùng ngọt ổn định, cải tạo ao vuông để thả giống dùng chuyển đổi phía bắc quốc lộ 1A, phục vụ giao thông đường thủy trên tuyến kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp và ngăn không cho mặn xâm nhập lên vùng sản xuất ngọt ổn định tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu. Cống Âu Thuyền Ninh Quế được vận hành tạm thời vào các ngày triều cường biển Tây khi độ cao mực nước tại trạm Xẻo Rô sông Cái Lớn vượt cao trình cộng 0,6 m và vào những ngày lấy nước mặn qua các cống dọc quốc lộ 1A phục vụ cho nuôi trồng thủy sản dùng chuyển đổi phía bắc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch vận hành tạm thời cống Âu Thuyền Ninh Quế đầu tháng 2 năm 2020 để hỗ trợ ngăn mặn như sau: các ngày triều cường biển Tây, các ngày từ ngày 25 tháng 1 năm 2020 đến ngày 28 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày từ 1 tháng 1 âm lịch đến ngày 4 tháng 1 âm lịch, khi độ cao mực nước tại trạm Xẻo Rô sông Cái Lớn vượt cao trình cộng 0,6 m. Các ngày triều cường biển Đông, các ngày từ 29-30, 31 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày từ 5 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1 âm lịch, khi tiến hành lấy mặn qua các cống hộ phòng Gia Rai. Theo thông báo số 12 ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Thời gian vận hành cửa van cống âu thuyền là 12 giờ một ngày, 6 tiếng ban đêm và 6 tiếng ban ngày, bắt đầu khi độ mặn tại ngã tư Ninh Quế vượt quá 4 phần ngàn và hướng dòng chảy từ phía Phước Long Bạc Liêu lên Năm Ngã, thị xã Ngã Năm. Thời gian đóng cửa van 2 giờ, tức 120 phút, sau đó mở cửa van 45 phút, giải quyết cho các phương tiện thủy lưu thông qua cống Âu, sau đó lặp lại chu kỳ cho đến khi xuất hiện hướng dòng chảy từ Năm Ngã Sóc Trăng về Phước Long Bạc Liêu. Bà con nông dân và các chủ phương tiện giao thông đường thủy theo dõi và thực hiện theo thông báo này để chủ động lấy nước mặn ngọt phục vụ sản xuất và giao thông đi lại. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi thực hiện kết hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trong việc vận hành tạm thời đóng mở cửa van cống Âu thuyền Ninh Quế. Đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 giao Ban điều hành dự án chỉ đạo các nhà thầu hỗ trợ trong công tác bố trí thi công và điều tiết giao thông trong quá trình vận hành đóng mở tạm thời cửa van cống Âu thuyền Ninh Quế. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vai Tri, công ty may Hàn Quốc thông báo tuyển dụng lao động như sau: công nhân may kiểm hàng, số lượng 1.500 công nhân. Yêu cầu công việc: ưu tiên lao động có tay nghề, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Nhân viên văn phòng số lượng 10 người. Yêu cầu công việc: tốt nghiệp cao đẳng đại học không kể chuyên ngành, tiếng Anh giao tiếp cơ bản, thành thạo di tính văn phòng. Quyền lợi của người lao động: chế độ lương thưởng, được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định, thưởng lương tháng 13. Đặc biệt, công ty có chế độ ưu đãi cho người lao động có tay nghề đi làm xa với mong muốn quay trở về địa phương làm việc. Thời gian nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02913780700 hoặc tại địa chỉ ấp Trà Băng 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, gặp phòng nhân sự để biết thêm chi tiết. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Thảo My thông báo: giải vô địch đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp Hoàng Thảo My năm 2020 với sự tham gia tranh tài của 48 vận động viên ra 125 phân khối và Exeter 150 phân khối xuất sắc trên toàn quốc. Giải được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2020, mùng 4 Tết Canh Tý tại sân vận động Cần Thơ. Đặc biệt còn có sự tham gia biểu diễn nghệ thuật của người đẹp DJ Hân Khun cùng nhóm vũ đoàn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức kính mời quý khán giả đến xem và cổ vũ. Tin buồn. Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Mẹ, bà chúng tôi là bà Cao Thị Hộ, sinh năm 1934, vợ ông Tám Thế, đã từ trần lúc 8 giờ 20 phút ngày 24 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 86 tuổi, lễ nhập quan lúc 14 giờ cùng ngày. Linh cữu hoàng tại Tư Gia, số 4 Xuyệt 10, đường Trần Phú Nối Dài, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng năm Canh Tý, an táng tại phần đất gia đình. Các con: Trần Thị Minh Xuân, Trần Thị Minh Thu, Trần Đắc Thắng, rể: Quỳnh Văn Bay, Quỳnh Văn Hạnh, dâu: Tô Thị Nguyệt, Lê Thị Úc, cùng các cháu đồng kính báo.